So it goes on weed, so usually I make a weed, so it goes on weed. Này mùa lạnh quá, nước cao quá, không tốt. Cho nên là mấy anh em là lấy nước cái ao nuôi này sang qua bớt bên kia rồi làm cái lắng lọc, rồi xử lý lọc, rồi đưa cá rồi vô xử lý rồi lọc qua bên kia. Đang bơm ha, đang bơm qua ha. Hả, sao? Ừ rồi, không lưới luôn. Ừ. Cái cá nó xử lý đi, em thả cá chưa? Rồi. Bơm hai máy. Đó. Đây. Đây nó sẽ qua đây là nó lấy ống đó, theo ống đó nó qua bên kia. Là chỉ là tốn tiền. À, có cái chuyện người ta chưa có ai làm á. Mày biết sao không? Ao bên đây là thả chim chép. Em không phải chim chép. Hến, hến hả? Ừ. Ừ. Thấy mò có hến không? Chưa, chưa có phải không? Mà có phải không? Chưa hả? Ừ. Bỏ bên đây nè, em đừng bỏ bên đây. Bỏ bên đây nè. Không, cái này là cũng có người làm rồi. Nó làm cái ao xử lý á, bên cái ao xử lý á. Nó làm tụt kèm thôi chứ có gì đâu, nhưng mà không ảnh hưởng gì. Hến sợ cá nó ăn nữa chứ. Cá nó không ăn hết hả? Tôm thì phải. Rồi làm xong rồi đó. Xong bây giờ phải không? Qua gắn lưới lọc rồi hết ráo rồi. Đó, bơm cho nó giật này bớt. Nước mặt nước nó cao quá. Đó. Đó, lọc rồi đó. Bên kia là lọc, bên đây là lọc lưới dày phải không? Bên đây là lọc dải. À, lọc dải, dải lỗ nhỏ. Đó, gì đó. Hôm qua, ngày qua xuống nhìn, bữa nay xuống thấy khác, tôm khác liền. Nó lớn liền. Ừ. Xài nước tuần hoàn luôn, giữ nước, không có thay, không bỏ. Bơm luôn đi, bơm chưa? Hôm qua chạy thử mà không có gì hết. Giờ bơm luôn đi, bơm rồi lấy nước luôn. Ừ. Bơm cho giật bữa nay luôn đi. Nước mà tháng này mà nước ao sâu quá, nước lạnh á, xử lý tiền hỗ trợ cho gan nó đẹp này kia nọ nó phí lắm. Có những trường hợp đặc biệt ao người ta đặc biệt ta làm không được thì chịu thôi, chứ cái ao nào mà làm cái nước thấp được á, mực nước khoảng mét mét hai được á, nên giật còn mét mét hai thôi. Đây,
Cái tư hả? Vậy là sang qua bên đó, qua đây là chắc cũng vừa, nó hơi cạn miếng. Có gì châm nước giếng vô miếng. Thế cạn quá thì anh châm nước giếng vô. Qua nổi tiếng Nhật. Nước tư thì cũng không sâu lắm. Xong rồi nó qua bên đó lọc bên đây để đỡ không phải. Men ủ cắm gạo men này nè. Mới ủ thì xử lý đáy. Rồi hiện tại thì một số bà con xài cái OEM để ủ xử lý nước rất hay, kết hợp với thằng này là ok, là xử lý đáy. Còn ủ OEM để xử lý nước rất tốt quá. Thấy nước nó đẹp nhưng mà đáy nó chưa giải quyết được, phải kết hợp xử lý đáy với xử lý nước. Hôm qua mình có tạt mé không em? Có hả? Này không thấy nó bù mé nữa phải không? Thấy ít. Hôm qua nhiều, cái này ít. Đây ăn đủ sức thì hôm qua giảm rồi. À, đủ sức rồi nó không bù mé nữa. Cũng có mé không ta. Nay là 29 ngày phải không ta? Mai nữa 1 tháng rồi chứ gì, mình thả bữa 25. Mai 25 luôn. Này 24 rồi, bữa nay 23, 24. 24 rồi, ngày hôm nay nó như thế. Gan đẹp ha. Hết thức luôn hả? Mới quay mà hết thức, ngon. Còn cao. Để tăng lên 9 giây thử rồi. Để coi.